Chào, xin chào quý anh chị, em là Đức Huy. Và trong video lần này thì em xin được giới thiệu, báo giá cho anh chị 4 mẫu xe Fortuner đang có sẵn tại Trung Tư Cao Tu Hà Nội và sẵn sàng bàn giao. Và trong một vài ngày tới thì em sẽ về thêm rất nhiều những mẫu xe Fortuner nữa, cả máy xăng và máy dầu để phục vụ anh chị. Và đầu tiên thì em xin được giới thiệu cho anh chị về mẫu xe Fortuner bản Sportivo, sản xuất năm 2016, máy xăng, số tự động một cầu. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, ô đô đó là 9.4 km, đang được Trung Tư Cao Tu bên em để mức giá 568 triệu đồng. Chiếc xe mang ngoại thất bên ngoài màu trắng và nội thất bên trong đó là màu kem anh chị nhá. Dàn lốp thì đã thay rồi. Và anh chị có thể quan sát một chút về bên trong nội thất của chiếc xe 2016 này. Chiếc xe thì đã được lên hệ thống màn hình Android, có cam hành trình. Ghế da thì vẫn là nguyên bản của xe. Mẫu xe Fortuner máy xăng 2016 này thì phù hợp với anh chị nào mà đi ít hoặc là thích cái sự mạnh mẽ của cái động cơ 2.7 của Fortuner máy xăng. Vì mẫu xe Fortuner máy xăng này thật sự là chia sẻ thật với anh chị, đi nó cũng hơi tốn anh chị ạ. Vì vậy là nhu cầu anh chị nào mà hay đi ít này, thích sự êm ái của máy xăng, không thích mùi hôi của máy dầu thì có thể tham khảo mẫu xe này của em ạ. Hoặc là anh chị nào mà hay đi những cung đường đồi dốc cao, đường gồ ghề, thích sự một cái mẫu xe nó có chấm lớn như là mẫu xe Fortuner máy xăng 2.7 này thì có thể tham khảo ạ. Và tiếp tục thì em xin được giới thiệu cho anh chị mẫu xe Fortuner Legender sản xuất năm 2021. Chiếc xe này của em thì mang ngoại thất bên ngoài màu đen, mang biển số Hà Nội, ô đô đó là 6.000 km, lịch sử bảo dưỡng trong hãng đầy đủ. Chiếc xe thì với thiết kế bên ngoài vô cùng là hầm hố, mạnh mẽ nhưng cũng không kém phần trẻ trung. Rất nhiều anh chị khách hàng sinh năm 94-95 cũng đã sở hữu những mẫu xe Fortuner Legender tại Trung Tư Cao Tu rồi ạ. Chiếc xe đang được Trung Tư Cao Tu bên em để với mức giá đó là 1.039 tỷ đồng. Mời anh chị quan sát đó là nội thất bên trong của mẫu xe Fortuner Legender sản xuất năm 2021 này. Chiếc xe này của em thì vẫn chưa có hệ thống màn hình JBL và loa JBL anh chị ạ, hơi đáng tiếc. Nhưng nó vẫn sở hữu một cái màn hình khá là lớn, cùng với đó là có cam hành trình, có thảm sàn và có phim cách nhiệt rồi ạ. Trần nỉ thì vẫn sử dụng trần nỉ nguyên bản. Dòng Legender này của em thì sở hữu ghế da màu đen phai màu kem, em thấy rất là sạch sẽ và cũng khá là sang trọng. Và em xin được giới thiệu cho anh chị một mẫu xe Fortuner số sàn. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2018, nhập khẩu từ Indo, một chủ từ đầu, mang biển số Đà Nẵng, ô đô của xe đó là 10.8 km. Chiếc xe đang được Trung Tư Cao Tu bên em để với mức giá đó là 728 triệu đồng. Giá trên thì bên em vẫn có giao lục thêm cho anh chị. Và tất cả những mẫu xe đang có tại Trung Tư Cao Tu thì bên em luôn cam kết với quý anh chị là xe không bị tai nạn, không bị ngập nước, không bị thủy kích, pháp lý rõ ràng và không phạt nguội. Tất cả pháp lý của xe, tất cả pháp lý mà trước khi mua xe thì anh chị cứ mang đi check test thoải mái ở bên thứ ba cho yên tâm anh chị nhé. Chiếc xe này của em thì mang ngoại thất đó là màu bạc anh chị ạ. Bên trong thì đã được bác chủ cũ bọc ghế da đó là màu đen rồi. 728 triệu cho chiếc xe Fortuner số sàn 2018 này ạ. Và cuối cùng đây là mẫu xe Fortuner Legender sản xuất năm 2020. Chiếc xe mang biển số Hà Nội, ô đô đó là 5.7 km. Chiếc xe này của em mang ngoại thất bên ngoài đó là màu trắng ngọc trai, biển số Hà Nội, đang được Trung Tư Cao Tu bên em để mức giá 1.015 tỷ đồng. Thông thường thì chiếc xe Legender này, màu ngoại thất của xe đó là màu đen pha với màu đỏ, nhưng bác chủ cũ chơi bên trong nội thất chơi một màu rất là độc, bác ấy bọc lại màu cam giống màu của Hermès đấy anh chị ạ. Nhưng mà đây em nghĩ là cũng fake của Hermès thôi chứ cũng không phải là Hermès xịn. Đã lên hệ thống màn hình Android của Gotech rồi anh chị ạ. Xe đi 5.7 km. Anh chị nào mà không thích cái màu ghế da màu cam này thì bên em có thể hỗ trợ anh chị về ghế, về màu ghế da nguyên bản anh chị nhá. Rất may là bác ấy vẫn giữ cái hệ thống trần nỉ nguyên bản. Nếu mà lại lên cái trần màu cam thì em thấy là nó cũng không được thẩm mỹ cho lắm. Và cửa hàng Trung Tư Cao Tu bên em còn những mẫu xe SUV khác, ví dụ như là Ford Everest đang đứng cạnh em ghi đây. Chiếc xe này của em thì về trang bị công nghệ nó sẽ nhiều hơn Fortuner, cách âm nó sẽ tốt hơn, đi sướng hơn Fortuner, nhưng nó sẽ
không bền bỉ và sẽ bảo dưỡng sẽ cao hơn Fortuner. Đây là chiếc xe sản xuất năm 2022, mang biển tỉnh 14 Quảng Ninh, ô đô 1.7 km và chúng tôi giao tour bên em để mức giá 1.029 triệu đồng. Và trong cửa hàng thì em đang còn hai mẫu Ford RS nữa, một chiếc sản xuất năm 2022 form mới màu đỏ cam và một chiếc sản xuất năm 2019 màu trắng phiên bản Titanium một cầu để cho anh chị lựa chọn ạ. Sắp tới thì em sẽ về thêm hai mẫu xe Fortuner, một chiếc xe sản xuất năm 2020 form cũ và một xe sản xuất năm 2020 form mới, tất cả đều màu đen, đều là phiên bản máy dầu số tự động một cầu, đều mang biển tỉnh 15 Quảng Ninh. Thì anh chị hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi Auto và nó xem những video cập nhật xe, giới thiệu xe, báo giá xe tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.